Kính chào Pinung, mời Pinung hẹn chương trình truyền hình Linh San Cháy Hong Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa Pinung, chiêu hó sáng tạo đã là bề công vũ quả, phong trào thanh niên giàu vinh chiêm hóa, tỏ thi tao về cô cục giáo tranh thực, si mẹ ảnh lan tỏa vạt hơn sau cùng nền tảng hái đoàn viên thanh niên óc lành hóng con cục kinh sau vườn hớn cục giáo tranh thực. Còn là chương trình tập óc cục vịt đời lai dạng, tập huấn cục vịt, tao doanh nghiệp, nghiên hồi vị cục, hỏi ọc lại lớp dày vịt ngày dâu cho tên đấy chuyển giao tiến bộ kỹ thuật dẫn con tao về cục hái thanh niên rồi lại bàn mừng cục nà cháu hơn với bù đuôi mà lan quần ấy nể là lắp đôi hơn kỹ năng nhưng lánh tức mày tao có cho bù thanh niên lốc công tay tao về cục hải lao công vịt hướng lưng nền nông nghiệp heo lao hoàng thị thiết bí thư chi đoàn do bán nà bay xa ngọc hội hồng phi chiêm hóa xây kén ao hèn sừng kém dắt vòng mồn cung tây sừng vai sư béo tiêu áo phân sừng cho loại đun tiêu áo đun đấy phân sừng cày phân hoặc tú đun đấy voi lồng nhứ tiêu sừng vai con ăn ọc lèng lao tiết xì lâu đáy là ăn đời bơi vài sừ tộc làng lốc công hai bầy xì ao to hiệu quả kinh tế làng bơi cày long xin tú hoặc là lao xì la hái thầu đợt mỏ đáng cáng sản phẩm đấy nâng đơ sừng tú đun hoặc là lao lộng đấy dây đào hái tan hại ổn định rất là tích phung bánh đai bánh nóc thành lao từ nhỏ là tôi đã có cái niềm đam mê nông nghiệp rồi ta đang ý cầu nẻ thân công vịt đầm bọc hèn sừng lốc công hèn do khổn lại phương tiện truyền thông hay thêm tài hải lạm dùng quá lai dư hào phun sao cho loại phân bòi thì cục mình nông nghiệp xanh nông nghiệp hữu cơ lào xây giò tá tú đun cầu nên là sự quyết định họ còn cục mô hình ấy là tận dụng đấy chúng loại phế thải tá công vịt nừng hèn sừng vai sử phân màu phân cay sa phạc mỉn mạc lào khánh bay cụ ô nhiễm môi trường từng lào poi hay đun xử lý màn văn tàu ọc bản cho loại phân cạc tàu ọc tú đun phân sinh nguồn ho kên hay tu hoang sừng mô hình hèn sừng hoặc là lao tiết si đang đáy lại đoàn viên thanh niên rồi để vìn háo cón tóc lây hèn sang kinh nghiệm qua cổng vịt hồng lao thiết ná dọ lần cổng vịt cổ kình nè đơ hải chúng ban đoàn viên thanh niên mày thèm đình hướng mọ đến lúc công cục lại mùi khởi nghiệp hải lao tân lầy mà ý chí tân căn mày tèo lần nè đáy bụt lao hoàng thị thiết vê hớn tèo lần tao với cục hải lao bình tranh ẩn len tại bành đài lần cón cổng vịt đầm bọc hành sừng lưng ấy ngọc hội là một cái xã thuộc diện là bán nông nghiệp hội gì xã thuộc diện đọt cụm nà phân lai sẽ cục kền buôn bán hai vật liệu cục làn dịch vụ phi nông nghiệp sau cục kền kèm hướng hong thanh niên ngọc hội lông đấy mấy chị đuôi cống vịt đàm bọc hèn sừng đang mày ca lai cống vịt cọc nâng vận tải cục kịch mấy chột lai dịch vụ cục kền buôn bán vật liệu cục làn là lần đấy đoàn xin để tập ông mục tiêu mấy lai cống vịt nâng cục mày nông nghiệp cục vịt có nông nghiệp tập huấn chuyển đuôi kỹ thuật mọ mẹ hướng pay hay cho đồng chí đoàn viên thanh niên ná dọn lại tranh lấy chạch xén vốn hoặc là nôm nâng nghị quyết sang ngươi hoặc chính phủ. Đất lốc công cục vịt tộc lầy, lào sĩ đơ hái lại đồng chí đoàn viên thanh niên, ná tóc kinh nghiệm trong mô hình bánh đai bánh nóc thành lao, mà áp dụng hào lá lào. Còn lành sàn sung kích, sáng tàu, đoàn viên thanh niên do xã Tân An, nén đêm lang lành nóng, mày lại đóng góp đôi hơn hào công vịt cục mạch kinh tế sâu hùi, giàu tịch vùng, đang cáng xin mảnh mày cục hớn trong mô hình cục kinh tế, có quy mô nghìn càng bực. Áo thỏi nguồn lâu lang hơn hay là lào có phân trồng mây tàu hướng bản mừng cục nà mọ dầu thầy cùng về áp dụng với lại địa phương của mình ạ. Tiêu đưa hái đoàn viên thanh niên dầu đầy dạ háo cón cục mùi kinh tế đoàn thanh niên dâu xa Tân An này lạp hớn hợp tác xa thanh niên cón xếp hờn háo đại căn phân lai si giò háo lai ngành vịt đam bọc sừng vai sử màu cày si hám háo cục vịt từng hợp tác xa thanh niên Tân An nè áo to hiệu quả kinh tế giang tây ịt nấy tranh si ăn vịt đáng giỏ thiên ý chí óc lành cón lanh săn tao về cục hòng chúng ban nòm rồi đấy si giám đốc hợp tác xa báo hà quang tự luôn ngấm lào từ cục kênh mẫu tiêu lai bộ đoàn viên thanh niên các hám tọc sao cục kèm báo tự nè đầu tư lù chạy tiêu cục mành sừng vài sư béo có quy mô hàng hai đến lớp công hèn sừng
báo tự si hay tọc xàm kinh nghiệm tiêu áp dung hào tu học sừng sân nâng tạo ẩn ngày đừ hái lan hưởng đoàn viên thanh niên. Quy mô phát triển kinh tế cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã ấy, quy mô cụm mảnh kinh tế hong đoàn viên thanh niên dân ốc cục do thầy phùng đời sở nè tạo điều kiện hái đoàn viên thanh niên mấy vi cục sau mấy khai sản cục ốc ổn định đến lúc công tạo về cục xì thên đoàn thanh niên xây mấy ảnh hướng lập hướng chụp tác xã dân ốc là tên hài tuông phần sau đỡ cục hái thanh niên tạo về cục đã trách sản vốn trợ vốn cho thanh niên lập nghiệp. Báo Dương Văn Sự xây dắt đã cháu hờn dự hợp tác xa thanh niên xã Tân An, xích kén ao hải lan lào hướng bay cục kinh tế, tá vích bọc cả kiến mạng, sau sừng sư. Tần dung là lào, mây khai tôm tốc vạn, phần đáy đơ chạch sèn lần há xếp triệu môn, tá nguồn quỹ đơ hải thanh niên. Báo này đều từ háo đàm bọc xoay hèn sừng. Tham gia vào tổ hợp tác xã thì cũng được các bạn... Hào còn tổ tác xã đáy lai bàn đoàn đại tổ tư vấn kỹ thuật hè rừng sau đáy tóc sam công việc hè rừng tính theo công việc cục kiến buôn bán sen vốn sẽ đáy đưa trách sen vốn thông qua tổ nguồn vốn thì cũng được hỗ trợ vay vốn qua tổ hợp tác. Nàng mày còn Hoàng Văn Sình phan kén ao muôn sừng thay tiêu học còn cục kinh tế hay đan nào độc lăng lại bày hào còn sừng thay báo sinh nên mày kinh nghiệm để lúc công sừng thay dân lưng cục khay phăn ta cấy mét vùng lốc công hám háo sưng khay lần lượt đấy là báo sinh nhảy nhảy lần sau xin mét vùng lượt đấy mùi kinh tế sưng khay hóng báo sinh luôn diễn ten tiêu lại ban đoàn viên dầu bé nóc dạ lân tóc xám kinh nghiệm. Qua tìm hiểu trên phương tiện thông tin đại chúng truyền hình truyền thanh qua lốc công cầu la rồi còn lại phương tiện thông tin đại chúng cầu xây cầu nghiên cứu do tên cầu hồ mấy ao to hiệu quả kinh tế với căn để quyết định chuyển đuôi cả sừng lai sừng thuốc lai nấy mới mất lai công cầu này sừng rất bay lúc nấy xây nhân tên đạt đáy hiệu quả kinh tế mà qua cũng nồi một năm rồi thấy cái hiệu quả kinh tế nó khá cao kén ao về cùng mộc tiêu cục kinh tế sừng mộc hoàng làn báo Ninh Văn Thành giàu xa Kim Bình này tao về cùng nhàn hơn hay lâu còn cục công đây căn mấy xa một cục công si đoàn viên thanh niên rồi thầy cùng làn hờn cục công việc vọng mộc để lại bày độc lạc bực hớn báo thành nè to cả trá hồng lau cón và thả mây khéo cục lai sản phẩm mộc khẩu báo thanh nè cục ốc lớn hơn sử dụng đáy kén ao mấy đuôi cục kinh tế hay lát lau xưởng mây mộc không làn báo thành nàng xiên tên đào tàu tàu về cục hãy lại thanh niên giàu thầy cùng trong quá trình để lâu công cục nghề mộc nâng đấy, đoàn thanh niên sẽ đưa hải câu lại, giới thiệu là chương trình là tranh xây, hái trách sèn. Chương trình, chính sách, hỗ trợ vay vốn. Để thực hiện cái chương trình đồng hành với thanh niên trong phát triển kinh tế. Thì trong thời gian vừa qua, thì đối với đoàn xã Kim Bình cũng đã triển khai. Tiêu cục đáy chương trình vay con thanh niên để lâu công cục kinh tế. Vừa qua, tôi có đoàn xã Kim Bình. Nên tập ốc tuyên truyền vạt lần liều phân cán bộ đoàn viên thanh niên, giàu đời xa. Đây căn dõi lần tuyên truyền hải liều phân đoàn viên thanh niên đã đe dọa cho tranh thầy chủ trương khuyến khích cục kinh tế. Nèm khái căn, tôi có đoàn xa sẽ cục vịt có lai ngành, tập ốc trí cao, đưa hải đoàn viên đái trách sen bún, mây mây cục lại mùi kinh tế do thầy phùng. Qua lại công việc tuyên truyền lúc đấy, ta có đoàn xa Kim Bình, nên đáy đoàn viên thanh niên hào cón, sau xảy ca gió lần cho mình bọc có kiến mạng, có mặc tranh thuê mù, sao bọc có mặc mù pít. Được đoàn viên thanh niên hướng rất là sâu rộng, trong đó tập trung vào những mô hình như là trồng cây ăn quả, đặc biệt là cây chanh tứ thể, trồng gấc. Nấy si bùi tọa đàm nâng lang chất lượng cục vịt hòn thanh niên đến lớp công cục kinh tế. Hoàng viên đoàn chìm hóa hỏi ọc. Dầu nấy, là đoàn viên thanh niên xây đáy tỏ đùi, đáy cáng là phân vịch, nâng nâng lang đoàn kết có lai ngân hàng, cho quỹ hỗ trợ, dự án là thèm khai sản vốn đáy trách, tỏi con thanh niên. Ốc lành đưa thanh niên, tập ốc cục là hình thức kinh tế tập thể. Hào con cục mảnh kinh tế hàng hai, kèm chuỗi, đoàn kết có thị trường hai đáy sản phẩm. Ốc lành đoàn kết có lai đơn vị hướng nghiệp, giới thiệu với cục mắn này, hay thanh niên. Do lần tao về cục, lấn cón đào tao nghề, tao hốn cho thang thanh niên cục công, mày trình độ lang.
đối với lại cái việc phát triển kinh tế nó là cái nhu cầu nguyện vọng rất là thường xuyên và rất là chính đáng của đoàn viên. Tôi còn về cục mày kinh tế, xin nhu cầu mong tắng tranh tực hoàng đoàn viên, thèm con lào tực nâng làng, tao hướng di điệp đoàn viên thanh niên. Tổ chức đoàn xin mời lại bắt, lại công việc cái lai hai đoàn viên thanh niên, pay talk sam, học tập huấn chỉ cao hoài đoàn viên thanh niên, háo lai tổ hợp tác xã. Lộng đấy ra đời viên, lào xin mấy lần long tổ tác thanh niên để cúc hớn so với háo cúc công, đáy viết hơn. Thông qua đấy, đoàn viên thanh niên sẽ tăng nhân ngay hơn, còn lại khai sản vốn, nâng kỹ thuật, định hướng theo cục kinh tế hải lao. Sau một lần kết có đoàn viên thanh niên, sẽ nâng còn doanh nghiệp. Ta nấy, chúng ban sẽ tạo hướng trong mô hình kinh tế, sau mấy kem xu thế hoặc thị trường, định hướng trong học viên. Xây dựng được cho mình những cái mô hình phát triển kinh tế riêng có của mình và cũng theo đúng cái xu thế của thị trường, cũng như là định hướng chung của huyện. Viên chìm hóa mấy lần, bên xin làm bạc đoàn viên thanh niên. Đấy căn mấy lần, lời xin làm bạc đoàn viên thanh niên sinh hoạt, giàu người sập lộc cơ sở đoàn khối xa thị trấn. Tiêu cục đáy chương trình có thanh niên tạo về cục. Vừa qua, lại cơ sở đoàn, xin này hỏi ốc hái công việc, hái thanh niên, bày hèn trong mô hình kinh tế tiêu biểu, tư vấn, gắn kết đưa hái thanh niên chạy sản vốn, tá lai khái sản vốn tao về cục, quỹ đưa thanh niên tao về cục, ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp sau phát triển nông thôn Hồng Vinh, tư vấn hướng về cục, giới thiệu về cục hái thanh niên, hỏi ốc tạo việc xuất khẩu hồn cục công. Lúc đấy đề viên mấy lần, cấu xây biến mô hình thanh niên cục kinh tế, con khai sản cục ốc tá lợi sơn triệu môn, lần rất tỉ mùn. Phân lai sẽ chóng mùi cục mạnh hèn sừng, đảm bọc, cục kênh buôn bán, tổng hợp, dịch vụ. Nè sành lập hớn lời hợp tác xã thanh niên, dầu chỗ xã, Tân An, Trung Hà, Kiên Đài, Vinh Quang. Mấy rất trang trại hòng thanh niên cục lấu. Lời tổ hợp tác, hòng chỗ xã Phúc Thịnh, Kim Bình, Trung Hòa, Tân Thịnh. Mấy lần lớp dịp làm mùi đã trách sản vốn, còn khai sản lần không phải lời tỉ mùn. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ có một cái sự rà soát tổng thể. Là lần ấy, lào xin bàn giám sát tổng thể toi con Lưu Vân cho mô hình kinh tế thanh niên, giàu đầy viên. Lần ấy, lào xin dự tính, tổ chức hội thảo, mời thêm lai ngành chuyên môn xây dựng hệ thống lai ngân hàng, cho câu lạc bộ xây cả đầu tư công việc học lánh, là doanh nghiệp học Tây Phùng bánh đa bánh nọc lành lau, tiêu tư vấn đờ thân kết, xác định là phân việc học thanh niên đến lúc công cùng mạng kinh tế. Ta nấy mấy định hướng xin đường lại giải pháp, sai cả hào con cục trong mô hình, rất xa rất sản phẩm dù để viên, đời xây dựng lần. Xây dựng cái mô hình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Tiêu phòng trào, bày con thanh niên tàu về cục, đại học ốc vạt hơn. Xây dựng lần, viên đoàn chìm hóa xây ốc lành tập ốc cục, lại công vịch, lại giải pháp nâng lang chất lượng công vịch đoàn. Đây căn dõi lần được thanh niên sèn vốn, kỹ thuật mỏ, sao tao hốn trong mô hình cục kinh tế. Qua này hãy thêm dọa vài trò hỏng tổ chức đoàn, bày con thanh niên do khuẩn tèo lân tao về cục, có phân cục đế xong lại mục tiêu cục kinh tế xã hội, giàu Tây Phùng.